Xin cảm ơn nhạc sĩ Dân Huyền đã có những lời phát biểu hết sức tình cảm và rất chân quý dành cho tất cả hội viên trong suốt 20 năm cùng đồng hành với câu lạc bộ để xây dựng nên một thương hiệu dân ca và nhạc cổ truyền của chính câu lạc bộ, cũng như góp thêm sức mạnh cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam tới tất cả các bạn bè trong nước cũng như là quốc tế cũng nhớ đến. Và chúng tôi chương trình hôm nay cũng ghi nhận và xin cảm ơn sự đóng góp và có những lãng hoa tươi thắm của các đơn vị, các cá nhân đã đến chúc mừng cho chương trình. Và ngay sau đây thì xin mời những đơn vị cá nhân có hoa sẽ cùng bước lên sân khấu để để tặng hoa cho chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu nhạc sĩ Gia Hiếu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ thay mặt để nhận hoa và những tình cảm của tất cả quý vị đến dự buổi lễ trang trọng này. Xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Gia Hiếu, bộ hoa sơn ạ, sẽ lên có lãng hoa để chúc mừng cho chương trình. Xin mời. Và tiếp sau câu lạc bộ hoa sơn, chúng tôi xin mời câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thôn Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín. Xin cảm ơn câu lạc bộ hoa sơn. Xin mời câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thôn Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín ạ. Về phía Đài Tiếng Nói Việt Nam, ban âm nhạc, chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Tạ Xuân Thọ sẽ đại diện lên tặng hoa cho chương trình. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn tình cảm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ban âm nhạc. Chúng tôi xin trân trọng mời sân khấu nghệ sĩ Xuân Cương, nguyên phó giám đốc trung tâm thực hành biểu diễn trường văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ. Xin cảm ơn tình cảm của những bạn đến từ quê hương văn học Bắc Ninh. Chúng tôi xin mời lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Thúy Đàn sẽ có món quà để dành tặng cho chương trình ạ. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ yêu âm nhạc cung hữu nghị Việt Xô sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Xin được mời ra sân khấu anh Vũ Trung Hiếu sẽ có món quà dành tặng cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu soạn giả Kim Yến, đại diện của câu lạc bộ Thái Thịnh sẽ lên tặng hoa cho chương trình. Xin trân trọng kính mời soạn giả. À, quay thuộc cái đầu xuống ngồi em xuống. Vâng, xin trân trọng cảm ơn soạn giả Kim Yến và câu lạc bộ dân ca Thái Thịnh, các hoạt động rất hiệu quả trên địa bàn Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ âm nhạc của thôn Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín, đội văn nghệ sẽ cùng ra sân khấu tặng hoa. Sẽ còn rất nhiều những tình cảm và những lãng hoa chúc mừng nữa thì danh sách của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và mời quý vị cùng lên tặng hoa ở những phần sau chương trình. Và